Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khả nè mọi người. Diệt Khả xin kính chúc anh em xem live, xem video vui vẻ nè mọi người. Ở trong video này thì Khả sẽ soi đồ cao thủ AK cho anh em xem. Cái bàn nha nè mọi người. Hôm nay thì anh đánh tống kim được top 3 tống kim. Top 3 tống kim nha nè. Đây, hiện tại giết 233 mạng. 83 nửa sơ, tử vong 7. Cái bàn châu vãi trưởng, tử vong có 7 lần. Liên chạm 78. Có vẻ như hôm nay là top 1 liên chạm luôn rồi. Liên chạm 78, AK, cái bàn bóng nha nè. À, cho anh em xem đồ này. Hiện tại đang có một cái nón. Nói chung là chỉ phải set đăng bàn trước đi. Hiện tại đang sử dụng một set đăng bàn hồng mỹ như nào. 19-8 27, 155, 155 và một cái 25 kháng hỏa, kháng ngòi bội, kháng cả 4, kháng độc 30. Và nhìn vào thì hiện tại đang sở hữu như mình 4 món hồng kim bùng phá nha mọi người. 4 món hồng kim bùng phá nha anh em. Đây anh em ơi. Một cây bóng. Cái bóng này hôm trước anh đấu giá top 1 nè, đấu giá với hơn gần 15 triệu, gần 15 triệu Việt Nam đồng. Top 1 băng hội. Anh đấu cây vũ khí mở ra cây bóng 35. 351 thì có hỏi ảnh thì xịt tóc nè, thiếu một tóc nữa đặt 126 nè. Thiếu một tóc nữa thì bơ can ngồi sẽ đặt 126 nha mọi người. Tại anh này được 125 tóc thì chỉ đặt 101 thôi. Nếu mà được bơ can ngồi thì chỉ được 101 thôi. Rồi, tiếp tục đến là một cây bao tay. Và tay định khai 40-40-30. Nói chung là khá đẹp và đặt móc chúng độc và đặt móc chón luôn nè. Rồi tiếp tục cái áo, áo định khai. Áo định khai thì hồi 49, 2 cấp 2 cấp, không bằng 29. Và một đai lưng định khai không bằng và 2 cấp 2 cấp và 48-5 chậm. Nói chung là 3 món không bằng. Nên là cái bang này nếu mà đỡ như hôm trước trận liên đấu anh solo với cái Nga My, anh có thể quýnh chết Nga My luôn nè mà. Quýnh chết cả Nga My sẽ đăng bang này nọ luôn. Cả nón luôn. Và hiện tại đang mang một cái đôi giày phòng thủ làm chậm, phòng thủ làm chậm sang lục lực và một nón chón không bay quanh chón kháng hỏa. Thì hiện tại này được cho mình là 80 chón, 80 chón. Lượng làm chậm thì được 40 và đôi giày này là được 80 chậm, 80 chậm. Còn thời gian chúng đọc thì được 40 từ bao tay nè, được 40 chậm chúng đọc. Rồi, chúng hiện này đang sử dụng mình một kỹ năng này, hai kỹ năng này, càng khôn là 4 này, dòng băng hồi là 5 này. Rồi, rồi, đúng rồi, 5 kỹ năng, anh này đang 5 kỹ năng vậy nè. 1 nè, 2 nè, càng khôn là 4 và là dòng băng hồi nữa là 5 kỹ năng. Anh này 5 kỹ năng. Đang sở hữu con phiên dấu như nào. Anh là người đầu tiên lên 160 của cộng mấy chủ đại sơ xạ tắc. Và đã được một con phiên dấu như nào, cấp 150. Khá đẹp, khá cả 10 luôn. Rồi đây anh em ơi. Đó, ok chưa. Anh em xem thì đừng quên ủng hộ cho Khải cũng như là video của anh AKK này. Cái bong bóng. Hiện tại cái bong bóng này cũng dạng xếp vào hạng No 1 server đó nè. Không biết đâu mọi người, xếp vào hạng No 1 server đó nè. Hôm trước là anh em mới ép bao tay này hơn 2 triệu, hơn 2 triệu rưỡi. Quên ngay là lưng chứ. Là lưng ép hơn 2 triệu mấy nè. 22 bao tay, nói chung là đồ khá đẹp rồi nè. Tầm này thì so với tầm này thì nhìn đồ như này là quá đẹp rồi nè. Hiện tại server cũng có khá nhiều cái bong bóng nữa, như là vạn sự tùy duyên này nọ nữa này. Mà Khải chưa có cơ hội soi cho anh em xem. Cái gì anh em cứ thích soi cầu thủ nào, cứ comment tiếp tục ở bên dưới, Khải sẽ tiếp tục soi những cầu thủ tiếp theo cho anh em xem nha. Tại vì hôm trước cũng có nhiều anh em yêu cầu Khải soi á, nhưng mà Khải không có thời gian vào tống kim nữa nên là Khải không có soi. Nay có thời gian vào tống kim đánh thì cho anh em xem. Rồi, anh em xem video đừng quên cho AKK cũng như là Khải một video, Khải một like chia sẻ cho ủng hộ nha anh em ơi. Cảm ơn em rất nhiều nha, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha mọi người.